Báo cáo đồng chí, đại đội phó. Được. Đơn vị báo đồng chí đầu ai? Giả định đặt ra là có một vụ gây rối xảy ra trên địa bàn thành phố Vinh. Đại đội 20 trinh sát đã nhanh chóng triển khai phương án tác chiến. Sau tiếng kẻng báo động, cũng là lúc toàn bộ lực lượng đại đội có mặt với trang bị vũ khí, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Đây là một trong rất nhiều tình huống giả định về thực hiện nhiệm vụ A2 được Đại đội 20 trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện, luyện tập thường xuyên. Đây là một cái công việc huấn luyện hết sức vất vả và có phần nguy hiểm. Nhưng bản thân tôi cũng như các anh em trong đơn vị hết sức xác định rõ trách nhiệm lớn lao của mình. Và xem đây là một cái niềm vui, niềm tự hào trước một cái nghề mà mình yêu thích. Để đáp ứng tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ mới thì cán bộ chiến sĩ luôn ra sức rèn luyện để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Hướng tới chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, lực lượng Quân báo Nghệ An đang tập trung huấn luyện chuyên sâu chuyên ngành trinh sát, kiên quyết thực hiện nói không với bệnh thành tích. Dưới cái lạnh của đất trời miền Trung, trên thao trường, những người lính trinh sát đặc nhiệm vẫn nhanh nhẹn, thuần thục từng hành động, từng động tác. Mặc dù cường độ luyện tập cao, động tác thực hành khá nguy hiểm, đòi hỏi phải thực hiện chuẩn xác, song ai nấy đều hăng hái, tích cực ôn luyện. Bởi với mỗi người lính trinh sát, họ đều nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò nòng cốt của đơn vị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ A2 như chống bạo loạn, biểu tình và gây rối an ninh trật tự. Ngoài cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án, chiến tập, thì đơn vị còn tiến hành ra ngoài các cái địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới, rồi là các cái địa bàn trọng điểm ở tuyến biển, rồi là nội địa, để làm tốt công tác chiến vận, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các cái lực lượng đứng chân trên địa bàn để nắm chắc tình hình địch, tình hình địa bàn, không để bất ngờ xảy ra bị động trong mọi tình huống. Với công việc đặc thù, nên những ngày lễ Tết, lực lượng trinh sát đại đội 20 luôn phải đảm bảo 100% quân số. Chính những cống hiến hy sinh thầm lặng đó, lực lượng trinh sát đặc nhiệm Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An đang góp phần quan trọng bảo đảm tình hình an ninh, chính trị và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.